Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Anh lớp 7 trên trang web olm.vn. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu phần thứ nhất của bài học Unit 4 Music and Arts, A Closer Look 2. Trọng tâm kiến thức của bài giảng hôm nay, chúng mình sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu một số cấu trúc so sánh trong tiếng Anh. Để tìm hiểu, các con sẽ cùng quan sát hình ảnh cô có trên màn hình và cho cô nhận xét. Đúng rồi đấy, chúng mình nhìn thấy con sư tử rất to và con voi cũng to. Hai con này có kích thước to ngang ngửa nhau. Vậy thì để nói rằng hai con vật này to ngang nhau, chúng mình sẽ nói là The lion is as big as the elephant. Trong câu này cô sử dụng cấu trúc so sánh, đó là as. As. Câu này được gọi là cấu trúc so sánh ngang bằng. Vậy để thể hiện sự hơn kém không ngang bằng giữa hai sự vật, chúng mình sẽ nói như thế nào? Các con tiếp tục quan sát hình ảnh. Con chuột thì nhỏ và con voi thì to. Đối với câu này, trong kiến thức so sánh đã học từ các lớp trước, chúng mình có thể nói là The elephant is bigger than the mouse. Con voi thì to hơn con chuột. Tuy nhiên, chúng mình còn có một cách nói khác, đó là The mouse is not as big as the elephant. Con chuột thì không to bằng con voi. Trong câu này, cô sử dụng cấu trúc not as as và giới thiệu với các con đó được gọi là cấu trúc so sánh không ngang bằng. Từ hai ví dụ nêu trên, chúng mình có thể rút ra công thức của so sánh ngang bằng và so sánh không ngang bằng như sau. Các con cùng theo dõi nhé. Đối với so sánh ngang bằng, thì chúng ta sẽ có vật A, as, tính từ, trạng từ, as, vật B. Còn đối với so sánh không ngang bằng, thì thứ tự tương tự giống như so sánh ngang bằng, chỉ có điều là các con thêm not vào đằng trước. Lưu ý rằng, trong câu so sánh không ngang bằng, từ as thứ nhất có thể được thay thế bằng so. Để hiểu bài sâu hơn, cô trò chúng mình cùng làm bài tập ví dụ sau đây. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi và sử dụng từ gợi ý ở trong ngoặc. Cô có 3 câu. Câu số 1. Your sister is 1.6 meters. My sister is 1.6 meters too. Và từ gợi ý là as, as. Chị gái của bạn 1m6, chị gái của tôi cũng 1m6. Đối với câu này, chúng mình sẽ sử dụng cấu trúc so sánh ngang bằng. Your sister is as tall as my sister. Câu 2. Camera của bạn thì đắt hơn camera của tôi. Và câu này thì chúng ta sử dụng not as as. My camera is not as expensive as your camera. Câu số 3. Cheetah runs faster than zebra. Từ gợi ý lại là not as as. Chúng ta được viết zebra doesn't run as fast as cheetah. Ngựa vằn chạy không nhanh bằng báo. Để hiểu bài sâu hơn, các con hãy cùng làm bài tập củng cố sau đây của cô nhé. Các con đã làm rất tốt. Quay trở lại bài học, cô tiếp tục giới thiệu với các con cấu trúc so sánh khác. Trên màn hình cô có hai chiếc ô tô cùng có màu đỏ và cùng chung kích thước. Vậy để thể hiện rằng hai chiếc xe này giống nhau, cô có thể nói là this car is the same as that car hoặc this car and that car are the same. Điểm chung của hai câu này là cô đều sử dụng cấu trúc the same. Vậy, chúng mình có thể rút ra được rằng the same as được sử dụng để thể hiện sự giống nhau. Công thức sẽ là vật A, the same có thể có danh từ as vật B hoặc A and B are the same. Các con lưu ý, nếu cụm từ the same as đứng giữa vật A và vật B thì con mới sử dụng từ as. Còn ngược lại thì các con có thể bỏ as đi không cần thiết. Các con đã hiểu bài chưa nhỉ? Hãy trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau đây của cô nhé.
Các con đã làm rất tốt. Chúng mình đã biết cách để nói về sự giống nhau. Vậy còn sự khác biệt thì chúng mình sử dụng cấu trúc câu nào? Các con hãy chú ý vào ví dụ tiếp theo của cô. Các con theo dõi cô có hai chiếc ô tô khác nhau về màu sắc. Và để nói, cô sẽ có thể nói là This car is different from that car. This car and that car are different. Chiếc xe này thì khác chiếc xe kia, hoặc chiếc xe này và chiếc xe kia thì khác nhau. Các con rút ra rằng different from được sử dụng để thể hiện sự khác biệt giữa hai hay nhiều vật. Công thức: vật A different from vật B, hoặc A and B are different. Tương tự với giờ CMS, chúng mình chỉ sử dụng liên từ nối from nếu nó đứng giữa hai vật, đó là vật A và vật B. Còn ngược lại thì không cần sử dụng from. Còn nữa, nếu các con tinh ý thì có thể nhận ra rằng dạng phủ định của the same as chính bằng với different from. Và ngược lại, nôm na trong tiếng Việt con hiểu là không giống thì bằng với khác và giống thì bằng với không khác. Các con đã nắm vững kiến thức về cấu trúc different from chưa nào? Hãy cùng làm bài luyện tập sau đây của cô nhé! Các con làm tốt lắm! Trong phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay, các con hãy cùng cô tổng hợp toàn bộ kiến thức đã học bằng một bài tập ví dụ nhỏ. Hoàn thành các câu sử dụng as hoặc from. Câu 1. The concert this year is as amazing dot 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 it was some years ago. Trong câu này con đã nhìn thấy một từ as có theo sau bởi tính từ. Như vậy, ở vị trí thứ hai cần điền as. Đối với câu thứ hai, chúng mình nhìn thấy not dot 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 as. Trong câu này cũng điền as để thể hiện cấu trúc so sánh không ngang bằng. Tuy nhiên các con cũng có thể điền sâu được, vì đây là câu phủ định. Đối với câu 3, Your paintbrush is completely different, dot dot dot, mine. Câu này chúng mình thấy different, thì các con điền from. Câu cuối cùng, các con nhìn thấy the same, và the same phải đi với as. Chính xác rồi. Chúng mình cùng tự luyện tập củng cố kiến thức bằng cách làm bài tập trắc nghiệm sau đây của cô nhé. Phần 1 của bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy tiếp tục theo dõi phần 2 của bài giảng trong video tiếp theo.